Rồi xin chào mọi người nhá. Nay em có cái này nó chạy bằng ắc quy nhá. Motor giảm tốc gắn theo cả bánh xe, bệ đầy đủ nhá. Đó. Thì em bán đủ bộ như này là 1.400.000 nhá. Đây bao gồm quay là bao gồm motor này, ấy này. Có cái này nữa à. Cả một cái chất áp để điều khiển nữa nha. Đấy, tay ga cũng được, mọi người tay ga cũng được là 1.400.000 nhá. Đấy em đang cho chậm xuống đấy. Đó, em đang cho chậm xuống đấy nha. Đấy, nó quay rất chậm nha. Em đang điều tốc. Đó. Cái này nó chạy nhanh chạy chậm được nha. Ai mua về chế xe đạp điện cũng được. Mọi người mua không cần bệ cũng được nha. Em bán riêng cả không cần bệ nha. Đấy, motor này nó là 300W 17A. Chạy điện 3 pha. Thế nhưng mà nó là từ 1 pha ra 3 pha từ cái vỉ này nhá. Đây, chạy điện đây là điện ắc quy đây. Nó qua cái vỉ này là chạy được nhá. Mọi người mà muốn em đấu lối thì em sẽ đấu cho nhá. Đấy, về là chỉ việc quay là cứ thế mà chạy thôi ạ. Đấy, chỉ cần đấu ắc quy vào âm dương vào nhá. Đấy, ắc quy vào âm dương luôn nhá. Đường dây ắc quy thì mọi người phải cho nó to lên nhá. Đây của em là hơi nhỏ, em chỉ test thôi. Này chạy rất a à, nó cao đấy. Rồi xin chào mọi người ạ.